trên 300 triệu đồng cho một chiếc nhẫn kim cương mà Kỳ Lân vừa chế tác theo mẫu, theo kiểu dáng của khách hàng chọn. Wow, một mẫu nhẫn, một chiếc nhẫn mà Kỳ Lân vừa hoàn thiện chế tác theo đúng yêu cầu mẫu của khách hàng và đúng ni tay của khách. Đây là mẫu nhẫn mà khách hàng đã gửi cho Kỳ Lân và nói Kỳ Lân: em ơi, Kỳ Lân ơi, hãy thực hiện cho anh chiếc nhẫn này và em thực hiện một cách tỉ mỉ tinh tế hoàn hảo nhất cho anh. Vâng, đó chính là chuyên môn, đó chính là thế mạnh của Kỳ Lân Luxury và đó chính là thương hiệu của Kỳ Lân Luxury. Vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về sản phẩm cao cấp, chọn lọc, tuyển chọn. Tất cả vàng này được Kỳ Lân chế tác từ vàng nguyên khối AU750 và đây là vàng hồng Rogol với công nghệ nén vàng và nguyên khối không bọt không xốp, cũng như là tỷ lệ chia ổ cháo hột cực kỳ chuyên nghiệp của máy móc hiện đại, cũng như là kỹ thuật chuyên sâu chuyên môn của thợ cao cấp chuyên nhận hột, cũng như là kỹ thuật xử lý bề mặt đáy của những viên kim cương, để cho những viên kim cương này là những viên tuyển chọn rồi sẽ phát huy tối đa sự lấp lánh bắt sáng từ những viên kim cương này. Wow, quá đẹp, quá xuất sắc. Chiếc nhẫn này có hột chủ là 6 ly 8, một con số phong thủy theo sở thích của khách, và nước là nước cũng khách yêu cầu chọn từ nước D, và tất cả những thông số của viên kim cương từ những viên nhỏ đến viên lớn đều là những viên mà Kỳ Lân đã tâm huyết tuyển chọn từng viên một. Ví dụ như ở đây là những hàng kim cương chúng ta nhìn qua mắt thường cũng thấy, nhìn qua video thấy cũng rất rõ là hàng nào ra hàng nấy, và những cháu ổ hột này rất là nhỏ để cho tôn lên được tất cả những sự đẹp lấp lánh của viên kim cương, chứ không phải là những cháu quá to quá thô để tạo sáng của cháu mà kim cương lại lu mờ ở dưới. Vì vậy đây là một sự tuyển chọn và hoàn hảo nhất mà Kỳ Lân đã hoàn thành để mà bàn giao đúng với tiêu chí cao cấp luxury của Kỳ Lân.